Vì muốn kiếm tiền để lo cho hai con nhỏ, người mẹ đơn thân dính vào cạm bẫy việc nhẹ lương cao ở Campuchia. Cha mẹ ruột phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để vay mượn số tiền rất lớn, chỉ mong con gái được về nhà bình an. Chồng nó là có vợ bé bỏ nó, rồi con sống khổ quá, nó bỏ nước về ta dụ lại bớt lương á. Nó đi làm kiếm tiền về để lo cho hai đứa nhỏ, không ngờ nó bị dụ. Rồi bắt đầu có điện thoại của nó thì bị giữ rồi, đâu có điện được. Rồi có tổ bên bển nó mới đưa điện thoại về. Nó kêu bây giờ là phải đem 120 triệu chuộc nó về. Hiện cả gia đình đang sống nhờ trong một căn nhà từ một người bà con. Tài sản lớn nhất chỉ là chiếc xe máy cũ của ông chú dùng để chạy xe ôm kiếm sống qua ngày. Còn người mẹ thì gánh hàng rong bán bún riêu dạo để lo cho hai đứa cháu thơ dại. Trong gia đình chú không có cái gì có tài sản, chỉ có nhờ anh em bà con dòng họ thôi. Người mình xin góp người ít ít. Cái căn nhà cũng không phải của không phải luôn, thật sự là chú nói thật, chú đưa tay lên thề. Chú nói thật luôn, nhà không phải có chú. Cô bác anh chị em mà có ai xem được clip á thì mong mình đừng giúp đỡ cho cháu nó mau có ngày về với con cái nữa. Dạ, mến chào quý vị nha. Thì hôm nay mình nhận được một cái tin là có một em gái nghi là bị đưa qua Campuchia và để lại hai đứa con cho ông bà ngoại nhà nuôi dưỡng ha. Ở đây là cô ý chú đây. Hiện tại mình đang ở ngay thành phố Gạch Giá nha cả nhà. Gia đình mình có gọi con đến đây là để nhờ mình giúp đỡ về cái sự việc là con gái của mình là bị mất tích như thế nào. Chú có thể chia sẻ là cái câu chuyện được không chú? Là cái bữa thứ sáu đó là nó nói là có người bạn nó rủ lên Sài Gòn làm kiếm tiền về nuôi hai đứa nhỏ. Thì bắt đầu cái qua ngày sau, ngày thứ bảy là nó điện về nó có còn bị bắt bình cam rồi, là lúc lên xe đó là nó đã thuốc rồi, đưa qua bình cam rồi. Rồi bắt đầu có điện thoại của nó thì bị giữ rồi, đâu có điện được. Rồi có tổ bên bển nó mới đưa điện thoại về, nó kêu bây giờ là phải đem 120 triệu chuộc nó về. Như chú giờ chạy sớm đâu có tiền bạc gì. Cô nhà cô làm gì con? Cô bán bún ngoài chợ đó. Cô bán hàng rong ngoài chợ, giống gánh là cô gánh ngoài chợ cô bán đó. Bán bánh gì con? Bán bún. Bún riêu. Dạ. Nghe nói là em gái nó đi rồi để lại hai đứa cháu. Cái này là bé lớn hay bé nhỏ? Này chưa đi học, còn đứa kia học lớp 2 đang học ở trường á. Bé nào học lớp mấy rồi chú? Này chưa học. À mấy tuổi rồi chú? Nó là 6 tuổi rồi. Thế là nó học rồi đó con, nhưng mà nó ráng, nó tưởng nó làm ta kêu dụ nó đi kia làm kiếm tiền nhiều về nó lo cho con nó, ta chồng nó bỏ rồi. Rồi dụ đi sao á, điện về nó cứu con, ba ơi cứu con, ba ơi nó khóc, ba ơi cứu con đem tiền chuộc con ba ơi, nó khóc. Chính con gái là điện đi về nói chuyện trực tiếp với con đúng không? Trực tiếp luôn. Có gọi thấy hình không? Có gọi thấy hình là con nhỏ gọi cho con nó, gọi cho tôi là cái số sim của người anh bệnh á. Gọi về là nó khóc dữ lắm, nó kêu bây giờ là người ta phải cứu nó, phải đem 120 triệu qua chuộc nó về. Bình thường em gái ở nhà làm gì mà tại sao đi lên trên đó vậy? Đi tiếp vợ bưng bún nó rồi thấy rồi cuộc sống nó khổ quá đến đi lên chỉnh làm ăn bạn bè rủ. Kiếm tiền về cho lo cho nghe này học hai đứa nhỏ. Ủa rồi cho con hỏi là em gái đó bao nhiêu tuổi rồi chú? Năm 95 á. 95 là mới có 28 tuổi rồi. Rồi chồng. Chồng nó bỏ nó rồi, bỏ vào hai đứa con này cho chú nuôi. Chồng nó có vợ khác, đẻ rồi vợ ngồi chợ sau này đẻ nữa, đứa nữa đó con. Là hai vợ chồng ly hôn hay là sao? Ừ, hai chồng thôi luôn. Thôi rồi ha. Ra tòa thôi luôn. Rồi hiện tại là em gái đó nhà nuôi hai đứa nhỏ, hai đứa con với hai chồng sống chung với cô chú luôn. Chú nhà là nhà của bà chị chứ không phải cô chú không có nhà, của bà chị đi rồi bà kêu hai cô chú ở nhà coi chừng nhà giùm công chuyện rồi nó mới đi là hai chú nhà hiện tại là nhà có 10 người chị. À, chị vợ bác cô mang vợ chồng chú. Lúc trước cô chú sống đâu? Lúc cô trước chú sống ở đây luôn, sống ở đây luôn. Bà già đó, bà già ở nhà ngoài này, cái nhà mới bà già bán rồi cô chú mới là cô người chị mới cắt nhà này, kêu hai cô chú vô đây con về nhà giữ nhà giùm đi. Đó là nhà đó giờ cô hai cô chú không có nhà. Dạ. Ở đó sống chung với bà già ruột. Bà già ruột chết rồi có bán nhà rồi. Đó. Rồi đâu có chỗ ở đâu. Có chỗ ở bà chị nhà bà đầm đùm bọc. Chú với cô có để ở. Nghe chú được hai người con đúng không? Hai người con. Rồi còn một người con kia là sao chú? Làm mướn. Đi làm mướn. Làm mướn cho ta. Dạ. Chú là chú nói chú chạy xe ôm không? Chạy xe ôm. Là một ngày gì chú chạy chú kiếm được bao nhiêu tiền? Bây giờ 70-80 ngàn khi 100 ngàn. Thì bữa 120 ngàn là nhiều rồi. Bây giờ đâu có khách khứa đâu chạy không? Ra ngoài ngồi chơi lâu lâu có người.
mà giờ chạy nhiều 20 ngàn 30 ngàn, khi ngày kiếm 2-3 người rồi. Dạ. Rồi tiền xăng đồ cũng hết 20-30 ngàn rồi. Một ngày chú kiếm được khoảng bao nhiêu tiền? Nếu mà mùa trung bình nó khoảng 120, nếu cao lắm là 150 ngàn hết mức. Dạ. Rồi cô bán hàng rong như vậy một ngày mình thu nhập kiếm được nhiêu con? Cô kiếm được cũng 100-200 ngàn, bạn về tiếp bạn nuôi hai đứa nó, hai đứa. Dạ. Con nó nhỏ lớn thì đi học, con nhỏ nhỏ ở nhà lớn. Rồi bên kia người ta đòi là tới 120 là 120. Rồi gia đình mình hối thiện là gia đình mình cứ chia sẻ thật ha. Rồi gia đình mình mới gom góp được bao nhiêu rồi? Thì gom góp bây giờ đó, thì bà con dòng họ thì người ví dụ như 500 có, 300, 200 có đó. Bây giờ cũng được có lâu khoảng 6-7 triệu gì rồi. Bây giờ cũng phải đi kiếm thêm chứ ai cũng khó khăn hết trơn. Đâu có ai mà cho mình nhiều. Đây bà con mình đông không chú? Ở đây bà con thì không có đông. Như mặt ai cũng đi làm mướn hết chứ. Yeah. Người ta cũng khó khăn rồi đó. Giống như bây giờ là con của chú là đã điện, đã gọi về rồi về. Và chú, cô chú đã nói chuyện trực tiếp rồi. Yeah. À, chính vì cô chú, con của cô chú giống như chủ yếu là muốn đi làm để mà kiếm cái đồng ra đồng vô ha. Đang nuôi hai đứa nhỏ. Mà có thấy là cái lúc mà em gái ở đây là đi với ai hay là đi một mình không? Không biết, tại vì nó bạn bè nó rủ lên chảnh làm đó, cũng như là dọ trước 1-2 ngày đang đi làm nó rồi về nó sắp xếp đồ đi đó. Dạ. Rồi đi nó cho nó thuốc rồi nó đưa đi luôn. Cái lúc đi là cô chú biết không hay là lén đi? Lúc đi á thì đó nó nói là đi lên chảnh kiếm việc làm làm ăn, cũng như phố anh đi phố là có nói với cô chú ha. Có nói. Dạ. Rồi đi làm với bạn bè nó rủ đó thì mình cũng ngỡ là chạy đi cho nó đi, nó làm nó kiếm kiếm tiền gì nó lo giúp với mình. Dạ. Không ngờ lên xe rồi nó thuốc nó chở qua trên bển luôn, qua ngày sau rồi là nó bị bắt bển, nó mới điện về. Là cái lúc mà điện con của chú điện về là cái điện hồi bữa nào vậy? Cái bữa đó là bữa thứ bảy. Thứ bảy sáng. Dạ. Giờ như chú khổ quá làm gì mà kiếm tiền mà có đủ mà đi chuột nó về. Dạ. Rồi bây giờ cái tình hình con mình như vậy là bây giờ chú gọi con đến đây để mong muốn cái điều gì đối với gia đình mình? Chú cũng mong muốn cộng đồng mạng thượng tình chia sẻ giúp gia đình chú vượt qua khó khăn này, cũng biết ơn cộng đồng mạng vậy à, mấy em YouTube nữa. À, rồi bây giờ cái sự việc này con nghĩ là gia đình mình có báo với công an chưa? Công an hả? Dạ. Đâu có dám báo đâu, báo nó hầm mình, nó đâu có dám báo. Dạ. Nó hầm nó phải đem tiền qua mà mình biết là đâu, mình con nghĩ như thế này, mình cứ trình báo là con tôi gì thôi, nói chung mình báo thôi, báo cho địa phương người ta nắm cái tình hình cái. Yeah. Rồi còn cái việc kia thì tiền bạc thì mình cũng phải chuẩn bị đó. Đúng rồi, theo ý của con á thì gia đình mình cũng nên trình báo với công an. Yeah. Báo với địa phương tiếng là con chú cũng sợ là nó hâm là nó sợ, là cũng là báo công an là nó bên này nó. Yeah. Nó làm gì mình không biết, bởi vì mình không có dám. Cô chú cũng có cái nỗi lo đúng không? Dạ. Nhưng mà cái quan trọng là cái câu chuyện hôm nay là cô chú chia sẻ là nó đúng sự thật. Đúng sự thật. Dạ. Chứ không có cái gì mà giấu giếm hết trơn, sự thật sao là chú nói vậy? Giống như bây giờ là em gái là nghe theo một lời một người bạn lên Sài Gòn làm. Đúng rồi. Rồi thuốc đi luôn. Rồi xong rồi không biết sao bằng cái cách nào đó mà bây giờ là đang ở bên Cam luôn. Rồi qua ngày sau điện về nó cứu, nó với bà ơi cứu con bơ. Giờ người ta kêu đem tiền chuộc con về 120 triệu. Nó khóc ôm sùm rồi nghe vậy rồi con nó khóc theo ôm sùm trên nhà cửa. Cô bán mà chợ đâu ấy, ông ra mấy bà mà ở nhà ông muốn xỉu rồi ông nói lận cái tim ông nghẹt rồi thở không được, nó tại nhà cô đi bán rồi đâu có ai. Rồi cái ông vụ gì mà anh nói cho em nghe cái gì, cái mấy là nó con ngăn nó điện về nó kêu kiếm 120 triệu chuột nó về. Chú nhận tin con chú mà điện về báo vậy, cái cảm giác của chú lúc đó vậy? Lúc đó là khó thở lắm, quảng loạn luôn rồi. Mình biết qua tới bên bển rồi là không có khả năng nào mà nói về được hết trơn á. Lúc đó chú quảng hốt, chú không còn biết cái gì nữa, là muốn nó muốn xỉu rồi, mới lấy bình tĩnh lại ra cho vợ chú hay như vậy đó. Có bao giờ chú nghĩ con của mình không về được không? Có chứ, tại vì chú không có tiền, làm chú nghĩ là thế nào cũng không thể nào chuột nó về được, phải có tiền mới chuột nó về được. Mà bây giờ không biết nó cuộc sống nó bệnh sao, bây giờ nó không cho về điện nữa, tại vì mình điện nó không được, trừ khi nào có đám bên bển đó đưa điện thoại cho nó để thúc giục mình đó, là kêu nó là phải điện đem gia đình đem tiền qua liền để chuột nó, chứ ngoài ra điện thoại nó thì bị thu giữ rồi.
chứ nó không có tự động nó điện mình được. À, còn giống như là mình đợi anh chú. Đợi bên kia chú đợi. Những cái cạm bẫy mà việc nhẹ lương cao này thực chất là lên trên báo đài người ta cũng đưa tin rất là nhiều rồi. Nhưng mà tại sao người Việt Nam mình nó nghe nè, nó cũng ít học nữa tại gia đình chú nghèo lắm, chứ nơi tiết số. Thì bây giờ nói chung bây giờ bển người ta đòi số tiền chuộc, cô nghĩ là cái đó là cả một gia tài. Bây giờ cô chú có mình phải tìm cái mọi cách nào đó, giống như bây giờ bằng cách nào cầm cố hết tài sản cô chú cũng phải gắn đưa con mình về chứ. Đúng rồi, bây giờ chú cũng huy động bà con dòng họ anh em đó, rồi với cộng đồng mạng họ cũng thương tình nữa đó. Nhưng bây giờ nó thật với con, trong gia đình chú không có cái gì có tài sản hết, chỉ có nhờ anh em bà con dòng họ thôi, người okay. Mình xin góp người ít ít. Cái căn nhà của không phải của chú. Không phải luôn, thật sự là chú nói thật, chú đưa tay lên thề. Chú nói thật luôn, nhà không phải của chú. Rồi bây giờ ví dụ như có vay mượn bên ngoài để mà cứu con về, chú nghĩ sao? Thì không phải vay. Bây giờ muốn bằng cách nào cũng phải vay thôi chứ bây giờ sao giờ? Nếu như mà không có xây sở đủ số tiền đó cũng, con chú không về được thì chú nghĩ như thế nào? Thì chắc cũng có lẽ chắc mình cũng phải đi vay. Nhưng mà vay chưa chắc người ta cho mình đó. Đúng rồi. Chứ bây giờ đâu có còn cách nào khác đâu. Tại số tiền quá lớn con, ai cho mình vay? Dạ. Phải chỉ mình có tài sản thế chấp được. Thì chú chạy sớm á thì mình đâu có kinh doanh gì đâu mà họ cho mình vay số tiền nhiều. Dạ. Đúng không? Thì bây giờ mình với bà con dòng họ thôi. Người cũng như cho mình ít ít nữa. Vậy là chú không là chú gom được cũng được kha khá cũng được được vài triệu ha, là dạ. Là sự thật là thật sự thật vậy luôn á. Dạ. Là hồi sáng con hôm qua là chú gọi cho con có kêu chú ra ngân hàng lạc có số tài khoản là chú làm rồi phải không? Rồi. Này chứng minh của chú nè. Dạ, khơi gọi đây chú gắt chứng minh đi. Nhưng là tại vì chồng đó là có vợ bé nó bỏ nó. Là con sống khổ quá, nó bỏ nếu về ta dụ lại bớt lương á. Nó đi làm kiếm tiền vậy nó lo cho hai đứa nhỏ, không ngờ nó bị dụ. Có nghĩa là cái người chồng nó bỏ lâu chưa con? Năm mấy nay rồi. Năm mấy nay mà nói chung là 3 năm rồi, nhưng mà bỏ hẳn là một như là cũng nó ở Bình Dương rồi, nhỏ này ở đây vậy đó. Cái cứ mỗi một năm Tết nó mới về một lần. Tết nó về một lần thì cho đựng ít tiền lo cho mấy đứa nhỏ. Còn cả một năm mấy nay là nó bỏ hẳn. Dạ. Rồi em gái đó giống như là ở nhà phụ mẹ để lo cho hai đứa con. Rồi hiện tại bây giờ tình trạng hôn nhân em gái đó có sống chung dài không? Không, nó như có quen người nào không? Quen bạn bè bồ bịch thì có thằng đó nó cũng được lắm. Dạ, chứ không có sống chung ha? Không có sống chung. Ừ. Rồi bây giờ tình trạng mà bây giờ cháu của mình đã ở bên Cam như vậy là cái cô nghĩ như thế nào về gia đình mình, cái khả năng mà xây sở cái số tiền đó? Nói chung gia đình mình ai cũng nghèo hết chứ, thì giúp đỡ thì cũng một phần nào thôi cũng được. Nó hôm qua nay thì cũng như sự chạy xin chạy chọt người này người kia thì cũng được mấy chục vậy đó. Rồi bởi vì cảm thấy như bê tắc quá rồi nó mới nhờ đến cộng đồng mạng với mấy anh giúp đỡ. À, ở đây là mấy gì chứ cũng chạy chọt khắp nơi hả? Đúng rồi. Vậy là hôm rồi mình chạy chọt được khoảng số tiền khoảng bao nhiêu rồi? Mấy chục triệu vậy đó. Khoảng bao nhiêu còn khoảng của mình chứ? Không biết nữa, cỡ 50 không biết nữa, cỡ đó rồi. À. Cảm ơn nha dạ. À, 50 nhưng mà sao nãy một chút nãy nói có mấy triệu mà? Không biết nữa. Không, mấy triệu là bên... Mấy triệu là như là trước mắt á. Bên ổng xin riêng ha. Còn bên con được riêng ha. Không, bên đây là người ta chỉ hứa thôi. Là mình cộng lên, nếu mà lời hứa người ta là mình được mấy chục đó. À, chứ mình ta mở miệng rồi. Người ta, nhưng mà được vậy đó là người ta cho vậy đó. Thì hồi sáng thì mình ngồi tổng thể thì tiền ảnh đang giữ thì có mấy triệu. Nhưng mà cứ như mình đang xin quyên góp á, mấy người gì thì nói người cho ít thì mình cộng lại cũng được 30-40 gì đó. Dạ, nói chung là chưa có cộng được. Đúng rồi. Nói chung là người ta hứa. Người ta hứa thôi chứ mình chưa có thấy tiền trước mắt. Dạ. Cô hiện tại số tiền đó là ai mới gửi cho cô ạ? Ở sớm á. À, lấy như người ta để cho mình để đem ở sớm cái bên nè, cái bên nhà luôn á. Rồi cái căn nhà này là cũng không phải của cô chú hả? Không, không, cái này là của người chị. Chị của ai? Chị của anh này. Chị của chú này. Chị luôn, giống như cho ở đậu. Đúng rồi, bà có công việc bà đi rồi bà giao nhà lại cho hai ông bà ở coi chăm sóc nhà. Dạ, chú ở bên không? Thấy không tin thì sớm điện là mình cứ việc hỏi. Dạ. Lên đây là không có nói dấu đúng dạ, không? Dạ, tài sản trong nhà của chú bây giờ có gì quý nhất chú? Con chiếc xe ông chạy xe ông đa ngoài ra không có cái gì hết trơn luôn. Xe ngoài kia. Xe ông chiếc xe quay ngoài trắng đậu ngoài. Nhỏ này chiếc xe con nhỏ đó mà không có giấy nữa. Xe này con nhỏ con gái thôi. Con bé đó mà không có giấy tờ luôn á. Có cái xác mà không có cái hồn á. Dạ.
rồi không có cái gì mà có tài sản quý giá hết trơn. Nó bỏ con mới lớn gì, đứa kia học lớp 2. Rồi nói chung thì trong hoàn cảnh mà con thì hai đứa vậy nè, là làm ba mẹ khổ đâu có nuôi nổi đâu. Thì nhiều khi nó cũng muốn cầu tiến làm để kiếm tiền về lo cho con mình được chu đáo, mà không ngờ nó bị người ta lừa rồi nhé. Rồi bây giờ bản thân là gì, là dì ruột đúng không? Rồi dì nghĩ cháu mình có cơ hội về không? Bây giờ cũng không biết làm sao, nó mới em gài. Nói chung là suy nghĩ cho nó là không có lời nào để nói. Một người mẹ bây giờ nuôi một mình, mẹ gọi là mẹ đơn thân, nuôi hai đứa con. Đúng rồi. Sống chung với ba mẹ mà chỉ vì để kiếm công việc có thu nhập cao hơn chút xíu, rơi vào cái cạm bẫy việc nhẹ lương cao của những cái đối tượng xấu mà đưa qua cao. Thật sự bây giờ gia đình gọi qua đây mình cũng chỉ là làm cái nhiệm vụ đó giúp cho ông chú này để sớm có thể là đưa con gái về. Bây giờ thì có đưa lên thì cô bác anh chị em mà có ai xem được clip á thì mong mình đừng giúp đỡ cho cháu nó mau có ngày về với con cái nữa. Bây giờ nói chung ở đây thì con cố gắng truyền tải cái sự việc của gia đình lên mạng xã hội ha. Quan trọng là gia đình mình chia sẻ câu chuyện đúng sự thật. Với lại con nghĩ thế này, mình nên trình báo với công an một tiếng. Khó làm, đúng rồi. Hôm qua ba nó có lên công an nói rồi. Đi mà chưa có đi thì chào trả bên kia. Không, bây giờ cô đừng có sợ vấn đề đó. Mình báo thôi, mình báo để cho địa phương người ta báo rồi. Chút nữa đi. Đúng rồi. Hôm hôm qua là báo rồi. Mình làm đúng cái quy trình. Đúng cái quy trình là vậy, là mình phải trình báo với địa phương. Anh đi lên khu phố anh báo cái nữa, tại vì hôm qua là gia đình đi lên thẳng công an luôn. Dạ đúng rồi. Mình nên trình một tiếng, trình để người ta nắm sự việc. Và cái việc mà tiền thì chắc chắn là mình cũng phải cố gắng mà xoay sở rồi. Thì hôm nay mình đến gia đình chú tên gì chú? Chú tên Mến, người tên ở trong khai sinh là Thanh Minh. À tên trong giấy tờ của chú là Thanh Minh ha. Người ta hứa thôi. Chứ là mình chỉ dựa vô cái lời hứa người này cho 500, 300 vậy đó. Dạ. Rồi mình cộng lại trong gia đình mình, những người cho 500, 300 thì được nhiêu vậy đó. Nhưng mà thật ra rồi, ví dụ, chưa có thấy tiền. Ví dụ bây giờ mà gom đủ tiền rồi mình sẽ giao dịch như thế nào? Người chờ bên kia em liên lạc ha. Đúng rồi, cháu cũng nhờ với bên Tâm á, có được cái đường dây nào mà để dẫn dắt gia đình á, đi được. Bây giờ nó bên đây thì thua rồi. Nói chung bây giờ mình bị động thôi, mình chờ bên kia thôi. Bên kia ví dụ nó yêu cầu con có chú gọi về đòi tiền thì mình mới liên lạc. Tại vì con nói chú nghe bây giờ anh nó có yêu cầu mà những cái cuộc gọi anh cứ ghi âm về hết đi. Đúng rồi. Lúc mà ngăn nó điện về anh cứ ghi âm cuộc gọi của nó điện về đi. Không, nó bây giờ nó không có điện sim nữa mà nó điện Zalo bên bạn ngăn á, Quân á. Mà Zalo mình có ghi âm được không? Cũng không nhất thiết, tại bây giờ nó có nghe là mục đích của những cái đối tượng nó chủ yếu là tiền thôi. Tiền. Đúng rồi, chủ yếu là tiền thôi. Tiền. Nếu như mình làm đúng theo cầu của nó thì nó trả người thôi, chứ nó không làm thôi. Mình thì cũng đau là nó điện về cứ ba ơi cứu con ba ơi, để không mà ba để lâu quá. Chỗ khác là tiền tăng nữa này nọ, nó làm nhiều khi mình nghe mình cũng sót, cũng áp lực nữa. Nhưng mà gia đình nghèo rồi biết sao bây giờ. Nhưng cái quan trọng là mình gia đình mình xác thật là đúng là con gái của mình nói chuyện về ha. Đúng rồi. Con của mình tên gì chú? Nó tên Ngân chứ. Tên đầy đủ Tăng Mỹ. Tăng Mỹ Vĩ Ngân. Tăng Mỹ Vĩ Ngân. Dạ. 29 tuổi. Rồi nói chung thì hôm nay đến đây bây giờ không biết sao giúp cho chú nữa, thì giờ mình sẽ làm nhịp cái cầu nói ha, để cho tất cả mọi người trên cộng đồng mạng á, nếu như ai thương gia đình chú có thể là liên lạc trực tiếp với chú ở ngay là Gạch Giá Kiên Giang, thì chú nhớ số điện thoại không chú? Yeah. Rồi chú đọc số điện thoại chú trước đi. 0919 039 359. Dạ. Số điện thoại của chú đó. Dạ, số điện thoại của chú Tăng Khánh Minh. Rồi, thì đây. Bây giờ chỉ mong là gia đình mình sớm chuẩn bị tiền để xong rồi chờ bên kia nó gọi người về thì mình cứ làm theo yêu cầu của nó. Dạ. Cho mình làm đúng theo yêu cầu thì nó sẽ trả người. Bây giờ là bên kia là nó yêu cầu là nó đưa điện thoại cho con mình, là nó thối dục mình đem tiền qua ở địa điểm nào đó. Bên địa điểm nó đưa cho mình đó, là mình đem tiền qua là mình chung cho nó thì nó trả về thôi à. Thì quan trọng là chú cam kết với con là cái câu chuyện chú chia sẻ là đúng sự thật, nếu như có gì chú chịu trách nhiệm ha. Đúng. Dạ. Tôi cam kết với nó cháu YouTube và cộng đồng mạng, nếu mà tôi có nói sai sự thật tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với pháp luật luôn. Nhà mọi người.
Dạ. Thì ở đây video ở đây con dành mục đích là để giúp gia đình. Yeah. Thế sau này ví dụ có cái chuyện gì thì con cũng không có gỡ video được. Dạ. 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 Thì mong rằng thì tất cả mọi người sau khi xem được cái clip này, nếu như ai có đồng cảm có thể là giúp trực tiếp cho gia đình ha. Dạ. Thì cô cứ yên tâm thì mình cũng xin phép dừng cái video tại đây ha. Mong rằng cô chú sẽ xây sở đủ số tiền đó, và cũng điều may mắn hơn nữa là sẽ đưa em gái nó về Việt Nam được an toàn.